Xin chào mọi người, vẫn là Phúc và em gái Phúc đây. Chúng tôi đang có mặt tại Orange County, quận Cam. Thì mày chào khán giả đi. Mày bây giờ nhân vật chính của clip này, mấy clip này rồi đó. Nhà mày đó. Thì bây giờ mày đưa tao đi đâu đây? Ở hồ con rùa hay đâu? Đây là hồ con rùa ở Mỹ. Hồ con rùa ở Mỹ. Hồ rùa hiện tại là ở thành phố Avine. Ủa mắc cái gì? Việt Nam ta có hồ rùa, mắc gì mày phải qua đây mày dẫn cái đi hồ con rùa thì. Hồ rùa Việt Nam không thấy rùa. Ở đây sẽ có rùa cho anh coi. Thế. Cái là gì? Thất hồ đúng không? À thất hồ. À, ông mày, hồ Gươm tao cũng có rùa mà nói chuyện mà bắt không có rùa vậy. Dạ, cái này rùa non. Kiểu gì mọi người, vợ chồng nó cũng nói được hết cho nên ok. Thì bây giờ mình ráng nhín nhịn đi, mình ra mình coi hồ con rùa ở Mỹ, ở Avine County nó như thế nào. Đúng không? Đó. Trời ơi nè, mọi người nhìn đường phố là xe chạy nè, thích không? Hay là một cái buổi chiều nha mọi người, một buổi chiều chưa cuối tuần đúng không? Giữa tuần. Đó. Trời nắng. Ủa bây giờ cũng năm mấy giờ rồi, 6 giờ rồi. Hôm nay là thứ 6. 6 chưa? Thứ 6. Ồ, hôm nay thứ 6 cũng cuối tuần rồi, ok. Lộn mọi người. Hôm nay đã là thứ 6 rồi. Thì Giá vẫn là cái con em mà ba con đó, một bà mẹ trẻ 18 tuổi ba con. Mọi người nói chứ ủa tại sao em anh 18 tuổi mà có ba con thì giải thích đi kìa. Ai có nhu cầu biết inbox riêng hả? Chat inbox riêng hả? Sao mày không dám nói mày 18 tuổi có ba con. Nhờ má chứ lại serum của Hàn Quốc vậy. NOL đúng không? Mọi người nếu mà có cái clip ở đây đại sứ của NOL Hàn Quốc tại Mỹ đó mọi người, cho nên là con bé nó gu nó hè nè mọi người coi nè, style nó Hàn Quốc lắm nha. Em anh đẹp quá mà lại có chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn kìa. Đó, ở xa xa kia là ông xã đang đẩy xe đó, xã đó dễ thương, hai chồng dễ thương. Thì bây giờ á Phúc nói chứ buồn quá, buổi chiều cuối tuần là ăn hoài mệt, đi chơi hoài mệt quá. Cái nó nói chứ theo em ra hồ con rùa ở Avine County, Avine City. Avine City. Ủa mà hai chồng hay ra đây chơi không? Rảnh rỗi cần mà không khí á, là cứ ra đây hít thở thôi. Mọi người hỏi là trước đó chị Thùy em anh Phúc ở Việt Nam làm gì? Nghề mẫu hả? Trợ lý cho giám đốc công ty truyền thông Hồng Phúc và Minh Phượng. Hồi xưa là ở Việt Nam là lái xe, kim giữ bạn chip xuống Hồng Long, kim chủ nhiệm, kim make up. Ồ, biết make up đúng không? Make up, kim người mẫu, kim trợ lý, thiếu diễn viên nhà có đóng luôn, kim deal với lại nghệ sĩ. Ê mày làm nhiều nghề thì tính ra là mày giống như đa nghề á. Kế toán công ty. À, là... đi đòi nợ nữa, đi đòi nợ các khách hàng. Rồi cái gì nói chung là hình như mày làm hết á thì mày giống như bà nội của công ty tụi tao luôn á. Mà bây giờ con bé nó qua Mỹ là đẻ ba đứa xong ở nhà luôn vậy đó. Bán nhà lý ra là em phải là một nhân tài tỏa sáng ở đây. Thì bao giờ em tỏa sáng trở lại? Thế qua đi lập công ty truyền thông. Cho em đẻ đứa thứ tư. Em sáng mừng luôn á. Mày đẻ ba đứa mà mày vẫn không mập. Mày có khả năng mày đẻ 20 đứa đó, tao khuyên mày là nên, tại vì mình càng đẻ càng không, đẹp. Giờ mình cứ đẻ xong mình đi bộ vậy là không, tao khuyên mày thì mày càng đẻ càng đẹp cho nên mình nên đẻ đi, hiểu không? Chứ mày đừng có kiểu phí quá, phí hoài tuổi xuân của mày. Bao nhiêu show baby sheep là bây giờ là đó, ba đứa con thì ông chồng là đang đi giữ ba đứa con đó mọi người. Thì bây giờ mọi người đang thắc mắc là tại sao chị Thùy lấy chồng sớm. Để ngồi chúng ta sẽ nghe chị Thùy tâm sự tại sao em bị ép hôn hả Thùy hay sao? Hả? Chồng em ép em lấy em hay sao mà kiểu lấy chồng sớm làm gì để lại gu thêm buồn nè. Em tội nghiệp chồng em không lấy em á, còn anh ở quán. Anh tính ở vậy anh không có lấy vợ. Ngứa miệng lắm, kiểu ngứa, đứng nghe ngứa miệng lắm không dám nói được. Riêng Thủy em rể Phúc là rất là thích tham gia những cái câu chuyện của showbiz. Nhưng mà Phúc không cho vào cái clip này để tôi phỏng vấn riêng clip khác để chia clip ra để có nhiều VIP câu view. Chứ còn muốn vô đây tám thì hai anh em tám với nhau đi lạc đường ngoài thì nó nói là bỏ thêm con vịt trên xe với bịch hộp dưa nữa là nguyên cái xe thành cái chợ bà tám. Hai anh em tôi rất nhiều chuyện đó. Rồi bây giờ thôi kết đi ha, kết muốn nói gì nữa không, chia sẻ gì nữa không, chúc khán giả câu view like share kênh ta đi. Mọi người nhớ like, share, subscribe. Cái gì vậy? MC Hồng Phúc. À, nói câu cuối trước khi mày xuống nhảy hồ đi, tự nhiên mắt anh em tao nhảy hồ làm gì. Bây giờ hai anh em tôi sẽ đi qua quýnh đó, đi qua quýnh đó thì bây giờ mình ba má mình không có ở đây, mình sẽ ngồi bình thường ngày anh trai thay cho. Bây giờ anh trai thay cha mẹ cùng với em gái mình đẩy em rể xuống hồ nè. Rồi trước khi chạy xuống hồ thì có đưa tiền gì đó, tài khoản đồ này kia, ngân hàng đưa ra đi, điện thoại bóp đồ này kia. Bao nhiêu tiền là sẵn giờ người ta bạc tỷ mọi người, cho nên là người ta sợ chết ai lắm. Ai giữ tiền nữa bây giờ, thời gian, thời tiền, thời đũa bây giờ người ta bỏ tiền vô cổ phiếu hết trơn. Vậy cổ phiếu địa ốc thôi, nên bây giờ sẽ sang tên. Thì đó, khán giả đang hỏi tại sao mà anh em rể anh dụ được em gái anh hay vậy đó, đang hỏi kìa. Thì cứ giả nai thôi.
giả nai khi đầu máy hả? Đi đầu máy đây giả nai khi đầu máy. Không, về cứ anh không muốn lấy vợ, không muốn lấy. Bây giờ vợ em bị khiêng lại Thủy chứ không phải là nó khiêng em, mà em bị khiêng á, chứ em không khiêng điều gì nó hết đâu. Bây giờ đâu là tự nhiên bị đưa tiền cho vợ, đưa thẻ cho vợ thanh toán rồi đó, ơn mình cho sướng không? Không biết ai dụ mà. Tính ra là mày là cái con dễ sợ đó. Cái con nhỏ mà dễ sợ là con này mọi người. Chứ không phải là cái đứa kia. Em giả nai chứ mấy anh giả nai. Ê, giống hồ là lạc hồ Tuyền Lâm á thì đúng không, hồ mà cái sông hương Tuyền Lâm đó. Ừ, đi chơi gì ra Đà Lạt nữa, đẹp ha. Vậy cho hai bác nhớ Đà Lạt không khí thì gian á không tính kết rồi nhỏ ha, định thay dẫn hai bác ra đây chơi chơi. Ê, hai bác ngồi đây là tâm sự là ôn lại ngày xưa, tại đây hai bác bố mẹ Phúc là yêu nhau ở Đà Lạt mà rất là thơ mộng đẹp luôn á, lãng mạn lắm. Nước thôi hai bên lần sau hai bác đến thì hai bác qua đây chơi đến mọi người khỏi về Việt Nam chi tuyệt vời luôn á, quá đẹp. Cũng quay cho mấy cái nhà bên kia mọi người coi nè, cho coi một số cái căn nhà ở đây cái mọi người coi rất là đẹp luôn mọi người. Căn mà nói 1 triệu đô không Thủy? Ờ chứ luôn hả, căn bình thường cũng 1 triệu rồi, căn này có 2-3 triệu. Mà cái màu trắng xanh đẹp quá ha, nó chúng làm nó rất là Tây á. À, như châu Âu á, nên nó là Tây. Ồ, nó Mỹ. Mà, Mỹ nhưng mà ý là phong cách châu Âu á, ý là phong cách theo kiểu mà đúng không? Yeah. Mấy cái làng mà của Pháp, Ý rồi đó. Yeah. Ôi đẹp quá kìa mọi người, xanh với trắng nha. Em mà thích đây cái gu nè. Thật ra mấy cái mái che đó thì mấy cái mái xanh thôi. Đúng không? Đó, ta đang đi bộ tập thể dục. Ủa, có người đang tập trên hành lang ban công kìa. Dễ thương quá mọi người ơi. Xuất sắc. Đẹp chưa? Hoàn cảnh cái hồ này tên là hồ gì Thủy? Good Grip hả? Ở Five City. Rồi đây, kết lại là hai vợ chồng em Phúc. Chào khán giả đi nào. Bye bye. Anh Linh chào khán giả nha. Nhớ like, share, subscribe kênh YouTube MC Hồng Phúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ là gần tới tập 100 luôn rồi đó. Cố lên nha. 100 xong mình về Việt Nam nha mọi người.